6 điều thú vị về giống mèo không lông mà bạn chưa biết. Thứ nhất là có rất nhiều giống mèo không lông. Sphinx là giống mèo không lông phổ biến và dễ nhận biết nhất nhưng không phải là duy nhất. Trên thế giới còn rất nhiều giống mèo không lông khác như mèo Peter Pan, Bambino, Donskoy, Minskin. Thứ hai là dù không có hoặc ít lông nhưng chúng vẫn cần được tắm thường xuyên. Nhiều người nghĩ rằng mèo không lông sẽ không cần được tắm thường xuyên nhưng hoàn toàn ngược lại. Mèo càng ít lông thì càng không thể điều tiết được lượng dầu trên cơ thể. Vậy nên chúng rất cần được tắm để làm sạch lượng dầu dư thừa này. Thứ ba là mèo không lông dễ bị lạnh hơn. Vì thiếu đi lớp lông dày xung quanh cơ thể nên mèo không lông dễ bị lạnh hơn khi nhiệt độ xuống thấp trong những ngày mưa nhiều, trời lạnh hoặc những ngày đông. Nếu bạn đang nuôi một bé mèo không lông thì nhớ mặc thêm áo cho bé để giữ ấm nhé. Thứ tư là khẩu phần ăn lớn hơn. Cũng vì không có lông và dễ bị lạnh nên quá trình trao đổi chất của mèo không lông hoạt động nhanh hơn rất nhiều. Đó cũng là lý do mèo không lông ăn nhiều hơn những giống mèo khác. Thứ năm là mèo không lông còn có nhiều màu khác. Nhiều người nghĩ rằng mèo không lông chỉ có một màu da là màu hồng, nhưng trên thực tế chúng có thể đi kèm với rất nhiều màu khác nhau. Da của giống mèo này có thể kết hợp với nhiều vân và tông màu đậm nhạt khác nhau, kể cả mèo không lông tam thể vẫn có thể xảy ra. Thứ sáu là mèo không lông vẫn gây dị ứng. Những chú mèo không lông vẫn có thể gây dị ứng vì chúng sản sinh ra một loại protein qua da và nước bọt của mình. Đây mới là thứ khiến con người bị dị ứng chứ không phải những sợi lông mèo.